chạy đi đâu. Ông cứ chạy đằng trời. Tốt nhất là ngoan ngoãn đi. Con dao nó rất sắc, nó không có mắt đâu. Cho nó vào đây. Đại ca, em dẫn chúng ta đến đây. Buông ra. Thôi. Lâm Bình là ai? Tại sao lại bắt tôi đến đây? Cần tiền à? Bao nhiêu? Nói đi! Ông nhìn kỹ xem tôi là ai? Thì ra là người quen. Cậu cũng thăng tiến nhanh đấy. Làm đại ca rồi. Oai quá nhỉ? Tôi không phải là người quen của ông. Tôi là con của ông. Dòng máu đang chảy trong người của tôi là của ông hiểu chưa? Tôi không có đứa con nào như cậu. Tôi không thừa nhận kẻ cướp là con tôi. Cậu hiểu chứ? Chẳng phải tôi ra như thế này tất cả là do ông. Mẹ cô uống đi cho mau khỏe. Mẹ có sao không? Mẹ muốn nói với con một chuyện mà lâu nay mẹ giấu con. Chắc là mẹ sắp không qua khỏi rồi. Mẹ đừng nói gở. Nhất định là con sẽ cứu được mẹ. Mẹ yên tâm. Mẹ xin lỗi con. Thật ra bố của con chưa chết. Mẹ nói cái gì? Ông ấy còn sống. Ông ấy ở rất gần mình nữa. Ông ấy là ai? Ông ấy là ai mà lại sống gần đây? Thời gian qua không đoái hoài gì với mẹ con mình hả mẹ? Ông ấy là ai? Ôi dồi ôi, anh nhớ em muốn chết. Ô, em sao thế? Em không sao. Không sao mà lại cư xử với anh thế à? Hay là dỗi anh chuyện gì? Nói anh nghe xem nào. Chiều anh một tí đi, rồi anh đến. Em có thai rồi. Em có thai? Em đùa anh kìa. Anh đã dùng các biện pháp tránh, làm sao mà có thai được? Em đùa anh thôi. Thế anh sợ có con với em thế à? Không phải anh sợ, mà hoàn cảnh của chúng mình em biết rồi đấy. Lúc này không thể có thai được, em hiểu chứ? Anh thì đang ly thân với vợ, lại còn sắp làm thủ tục ly hôn. Em hỏi nhá, chuyện đấy có thật không? Anh nói thật, anh có nói dối em bao giờ đâu. Em không tin anh à? Ai đấy? Mời vào. Ok, có việc gì mà bà xã hôm nay lại đến đây vậy? Thế chả nhà em không được đến thăm cơ ngơi mà em là cổ đông lớn nhất à? Được, được chứ em. Ok, cô làm gì mà đứng như trời trồng ấy? Đi lấy nước. Thư ký anh mới tuyển, Giang cũng đẹp đấy nhỉ? À, thì cũng thường thôi em. Ông ấy là giám đốc luôn. Chính là ông ta. Chính là giám đốc của con sao? Con không ngờ một người giàu có, lịch lãm sang trọng như thế mà con ông ta chỉ là một thằng công nhân quèn, rách dưới bẩn thỉu. Mẹ, mẹ đợi con nhé. Con phải đi tìm ông ta ngay. Con phải đòi lại công bằng cho mẹ, cho con. Mẹ đợi con. Đừng con ơi. Cô đi. Tưởng ai, hóa ra là cậu Hùng, công nhân xin nghỉ việc về chăm mẹ ốm. Bây giờ mẹ cậu đỡ rồi,
nên cô quyết định quay trở lại làm việc sớm hơn dự định, có đúng không? Hôm nay tôi đến đây không phải để chuyện công việc. Vậy thì chuyện gì? Cậu nói đi. Tình người. Tình người à? Lâu lắm tôi không nói chuyện với ai về cái đề tài xa xỉ này. Được thôi, mời cậu. Ông nhìn kỹ đi, xem đây là ai. Tại sao cậu lại có tấm ảnh này? Đó là tấm ảnh của mẹ tôi. Chả nhẽ... À, người quen cũ thôi mà. Chỉ là quen thôi sao? Thì bạn học cấp 3 với nhau. Hóa ra cậu là con của cô ấy. Đã lớn bằng từng này rồi kìa. Thảo nào chúng tôi già nhanh đi là phải. Tôi không chỉ là con của mẹ tôi, mà còn là con của ông. Chính mẹ tôi đã nói với tôi như vậy. Không thể. Em có thai rồi. Một cô gái dễ dãi như vậy thì biết cái thai đó là con ai? Ông không được xúc phạm mẹ tôi. Đồ khốn nạn. Tôi. Cậu được bồi thường 3 tháng lương và có quyết định nghỉ việc ngay từ ngày hôm nay. Đi đi. Bí mật bắt tôi. Trước khi mất, mẹ tôi đã nói với tôi, ông không biết mẹ tôi có thai, nên cái việc ông không công nhận tôi có thể bỏ qua. Nhưng tôi với ông có thể đi xét nghiệm ADN. Con ư? Cậu nhìn xem, cậu và tôi có điểm nào giống nhau hả? Chẳng phải tôi và ông đều là thủ lĩnh, đều có những mưu mô gian xảo giống nhau hay sao? Cậu ngây thơ quá đấy. Ông mới đáng được cười. Ông nhìn xem, ông hơn tôi ở điểm nào? Ông là giám đốc, có học hàm học vị, dùng quan hệ của mình để ăn chặn, ăn bớt tiền của người dân lao động. Còn tôi cầm đầu mấy cái thằng đầu đường xó chợ, bảo kê, đâm thuê chém mướn để kiếm tiền. Hỏi tôi và ông có điểm nào khác nhau? Cậu nên nhớ, cậu với tôi không bao giờ cùng chiến tuyến. Cậu không phải là con tôi và dĩ nhiên tôi không phải là bố của cậu. Tại sao? Tại sao? Tại sao khi bây giờ tôi đã thủ lĩnh rồi mà ông không chịu công nhận tôi? Thủ lĩnh là cái quái gì hả? Tôi hỏi lại, ông có phải là bố tôi không? Không. 100 lần cũng không. Thì ông chết đi. Chết đi. Tôi xin các anh làm gì tôi cũng được.
Xin để tha cho con gái tôi, nó không có tội tình gì. Ông nợ khách hàng của tôi 30 tỷ, ông không thèm trả. Khách hàng của tôi thì muốn ông chết. Hôm nay trước khi ông chết ý, ông phải chứng kiến cảnh con gái của mình bị hãm hiếp, có chưa? Tôi xin cảnh, tôi làm doanh nhân cảnh biết rồi. Nếu như không thủ đoạn thì làm sao tôi có thể đứng vững được. Cảnh cho tôi gặp khách hàng của anh đi. Khách hàng trả anh bao nhiêu, tôi xin trả gấp rồi. Muốn cái mạng của ông chết thì dễ lắm, nhưng mà khách hàng của tôi lại muốn ông sống. Sống răn vặt và say rứt đến cuối đời. Hôm nay ông phải chứng kiến cảnh con gái của ông bị hãm hiếp. Ông có lỗi với tất cả nhiều người, hiểu chưa? Bỏ người ta ra. Hiếp đó. Bố xin lỗi. Bố? Bố xin con hãy tha thứ cho bố. Bố đã làm khổ cả cuộc đời mẹ con, làm khổ cuộc đời con. Bố biết con là con trai bố nhưng không dám thừa nhận vì sợ ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của mình. Trước khi mất, mẹ có dặn con là dù bố có thế nào thì con cũng sẽ phải tha thứ cho bố. Bố đã chối bỏ quá khứ của mình. Nhưng để làm gì, ai rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ còn quá khứ là còn lại mãi mãi. Bố xin con, hãy tha lỗi cho bố. Có gì đâu mà không tha thứ chứ. Dù thế nào, thì bố vẫn mãi là bố của con. Đây là anh trai con, còn đây là Hương, em gái con. Anh sẽ thay cha chăm sóc con. Vậy mà con cứ nghĩ là con chỉ có một mình. Bố xin lỗi đã để con tuyệt vọng đến vậy. Bố không xứng đáng được con tha thứ. Bố, con tha thứ cho bố và cho cả con nữa.